Chào buổi sáng mọi người nhá. Hôm nay Lượng lại tiếp tục quay trở lại chợ phiên Cán Cấu của Simacai. Ghi hình chợ phiên ở trên này nhá. Hôm nay thì mình quay trở lại chợ phiên trên này thì một ngày rất là lạnh mọi người ạ. Hôm nay ở trên vùng cao mình thời tiết lạnh cực kỳ luôn. Nhiệt độ ở trên này thì hôm nay rơi vào tầm 6 đến 8 độ C thôi. Rất là lạnh mọi người ạ. Hiện tại là hơn 8 giờ sáng rồi. May trời hửng nắng lên mọi người ạ, ấm hơn một tí. Bây giờ thì mọi người mới bắt đầu xuống chợ. Mùa đông năm nay đến muộn nhưng mà đợt này không khí lạnh dã man luôn mọi người ạ, kinh khủng. Bây giờ mình bắt đầu di chuyển đến cổng chợ rồi. Ở đây thì thấy cô chú đang gửi hàng xuống chợ bán này. Và ở khu bên này này mọi người đó, mình thấy họ kiểu là đến chợ tụ tập đây ngồi nói chuyện. Và ở dưới này thì họ bán rất là nhiều đồ luôn mọi người ơi, lạnh cực kỳ mọi người ạ. Ở đây thì các cô này đó mang những cái bông chổi vào nhà chợ, những cái chổi làm từ bông lúa mì và mang nhà chợ bán. Và ở khu này không biết là họ đang tụ tập làm gì, cực kỳ là đông luôn. Chào các cô nhá. Các cô, cháu hỏi đây là cái cây gì đây ạ? Thuốc à? Thuốc cái này còn không biết tên này. Thuốc chữa bệnh gì hả chú? Thuốc chữa bệnh gì ạ? Cái này nặng 15. À, cái gì thuốc? Thuốc thuốc gì ạ? Thuốc gì ạ? Thuốc chữa bệnh gì ạ? Thuốc chữa ung thư à? Không biết là có. Chắc là mọi người đồn thổi như thế cho nên là ấy. Họ bảo thuốc này chữa ung thư nhưng mà không biết là có thật không. Đây là mọi người đang đồn thổi này. À, đây mọi người nhìn này, họ mua rất là nhiều luôn này. Ở chỗ này thì họ tụ tập rất là nhiều. Thì Lượng thấy họ bán rất là nhiều chuối các thứ này. Và bây giờ thì mình sẽ sang bên này đưa mọi người đi ghi hình, đưa mọi người đi tham quan cái chợ ở trên này nhá. Đó, buổi sáng sớm mà du khách quốc tế lên đây chơi chợ rất là sớm thì thường thường họ đi rất là muộn. Chào cô nhá, đây Hương này mọi người. Hương họ tự làm mà nhà chợ bán mọi người. Đó, rất là đẹp. Và ở dưới này là hồng này. Hồng cổ mọi người nhá. Đó. Sớm trái hồng với lại hoa quả này lạnh buốt tay luôn mọi người này. Nhất là quả su su này. Buốt tay luôn. Đây này là ớt treo qua bếp, họ nghiền thành bột mọi người. Đó. Và ở đây thì có chai mật ong này mọi người. Đấy. Họ đặt ở đây thì nhìn ở bên này sang ấy, nó bị kiểu ánh nắng chiếu vào ấy, rất là đẹp luôn này. Đó. Mật ong rừng nguyên chất này. Trong vắt luôn mọi người ạ. Còn đây là những cái chai ớt gió. Họ ngâm với muối. Đó, nước muối mọi người. Đó. Mật ong nguyên chất này, ai có nhu cầu sử dụng thì lên trên chợ phiên vùng cao hoặc là bạn alo cho mình nhá. Mua về ngâm sâm, ngâm hoa đu đủ các thứ này. Đó. Thì thường nhất là mùa đông này mình hay uống mật ong để tiêu đờm rất là tốt mọi người nhé. Mùa đông này buổi sáng sớm làm một hai lát gừng đó, kèm với một ít mật ong rừng pha nước nóng uống rất là tốt mọi người ạ. Ở đây thì mình thấy một gian hàng họ bán thuốc và những hạt giống, những loại hạt giống các thứ. Đây là thuốc xương khớp này. Ai mà bị đau nhức mỏi xương khớp mọi người lấy cái này về đun nước uống hoặc là ngâm rượu đó. Và rất là nhiều loại thuốc luôn. À cái này mọi người, mình giới thiệu với mọi người đây là thuốc ngứa nhá. Đó. Thuốc bôi ngoài da, trị ngứa này, trị nước ăn chân tay này, trị côn trùng đốt này. Đó. Và trị viêm da cơ địa này, ghẻ lở, hắc lào, lang ben, nấm móng này. Đó. Ai mà bị những cái chứng bệnh như này mọi người mang về sử dụng nhá. Mọi người bôi ngoài da. Đặc biệt là ai mà bị viêm da cơ địa, đó, mọi người mang cái này về bôi ngoài da rất là tốt. Đó, viêm da cơ địa lâu năm hoặc là côn trùng đốt, tổ đỉa các thứ sử dụng cái này rất là tốt. Đặc biệt là bác nào bị hắc lào, lang ben họ sử dụng cái này tốt lắm mọi người ạ. Ai nhu cầu mua về sử dụng thì alo cho Lượng nhá. Tiêu đờm, ui ớt này mọi người, ớt gió vùng cao này, nhiều không? Đó. Ớt gió vùng cao họ bán rất là nhiều. Cô ơi, cái này bán bao tiền một bát như này ạ? 20.000 một bát. Bát này chắc là tầm gần lạng thôi mọi người ạ. Ớt này cay lắm. Và ở dưới này thì mình thấy họ bán rất là nhiều đồ. Cái này là chuối này. Đó. Chuối này thì ở vùng cao họ không trồng được chuối này mọi người.
cho nên là họ bán rất là nhiều. Cái này là một cái thứ rất là xa xỉ đối với người dân vùng cao. Họ tiếp tục là chổi này. Và ở đây thì họ có mấy cây mía để bán này. Và ở bên trong này họ bán họ làm một cái bánh trôi nước mà. Bánh này họ làm không có nhân đâu. Họ chỉ nặn nặn xong rồi cho vào nồi đi, xong rồi đấy. Rồi là chín thì vớt ra pha nước gừng sử dụng thôi mọi người. Ở bên này này mọi người. Đó. Những cái gian hàng thì họ sẽ đa số là họ tự đóng những cái bàn như thế này đó, và để đặt nông sản lên trên này để bán mọi người. Và gừng này đó, gừng họ bán rất là nhiều đó. Gừng này là họ trồng trên nương mọi người đó. Và sang bên này nhá, sang bên này thì mình thấy khá là nhiều cái này bạn ơi, các bạn ơi, cái quả này này họ bảo dùng để chữa bệnh ho này mọi người đó. Và bảo là hay bị ho mang về ngậm mọi người nhá. Đó, rất là nhiều đồ. Nói chung là ở trên chợ này thì những cái mặt hàng nông sản đặc sản vùng cao thì nó vô cùng là phong phú luôn. Chào chị nhá. Khoai này mình bán thế nào đây ạ? 20.000 một cân. Khoai sọ. Khoai này mình trồng trên nương hay là trồng ở ruộng? Nhập thùng đấy. Hả? À, chị đi nhập về bán thôi gì? Cả khoai lang này chị cũng nhập về à? Khoai lang này. Khoai lang vùng cao. Chị chắc là chuyên đi nhập hàng để bán quanh chợ. Rồi các bạn ơi, củ mài này to chưa? Đấy, có quả củ mài này chất lượng không mọi người? Đó. Củ mài cái này là gọi là củ mài ăn lên mọi người ạ. Cái giống này thì nó không phải đào sâu đâu, nó lúc nào nó phát triển nó nổi lên mọi người. Mọi người chỉ bới đất là đào được, nó có khi nó nổi lên khỏi mặt đất luôn đấy. Cái giống này nấu canh hầm xương ăn ngon lắm mọi người. Cái này thì họ trồng nhá. Còn cái này là sâm đương quy mọi người. Đó. Đây cái củ sâm đương quy này thì mang về ngâm rượu, đun nước uống rất là tốt mọi người. Bác nào mà hay đau nhức mỏi xương khớp này, đau cho thoái hóa này, đau cho thoát vị này, đó, sử dụng cái này rất là tốt. Và bác nào mà bị viêm khớp sử dụng cái này rất là tốt. Cái này giống này họ bán cả lá nhá. Trung bình 3 củ một cân. Đó. Hôm nay có ít đương quy nhỉ cô nhỉ? Vấn đề trong bao tải kia lạnh lắm. Mía này là mía giòn này. Mía vùng cao họ bán rất là nhiều. Đó. Úi trời, cô có nhiều rau cải nha. Rau cải này bán thế nào một mớ đây cô? Giá 5.000 một mớ chào chú nhá. Chú có gì đấy? Đậu đỏ này đấy à? Không phải, đậu tương. Đậu tương à? Cảm ơn chú nhá. Đó. Mình sẽ xuống đây ghi hình một chút. Các bạn ơi, đây cái ớt treo các bếp này mọi người. Đó, những quả ớt họ xiên vào treo các bếp. Cái này thì bám khá là nhiều cái muội than, cái bò hóng ấy mọi người, bám ở đây rất là nhiều. Và mình thấy một xiên các bếp, ớt các bếp ở bên dưới kia đẹp hơn mọi người. Đây, ớt các bếp ở dưới này thì họ treo nó đảm bảo hơn này mọi người. Nó sạch hơn và ánh nắng xen kẽ vào những cái góc này nổi bật ớt hơn mọi người. Đó. Và ở bên dưới này nhá, họ bán rất là nhiều đồ. Khiếp thật, cái chợ trên này họ bán rất là nhiều ớt gác bếp này. Tiếp tục khu này là ớt gác bếp mọi người. Đó. Chào cô nhá, cô mua ớt gác bếp à? Ớt bột về để sử dụng. Đó. Và ở bên này, bên này thì đa số là họ bán ớt gáp bếp này, nông sản, rau củ quả các thứ. Tiếp tục khu này là họ bán rất là nhiều mật ong. Đây, mật ong này cực kỳ là nhiều luôn mọi người. Đây là mật ong cả sáp nhé, họ cho những cái lọ keo như này đó, để bảo quản. Và ở đây là mật cái sáp này về để ngâm rượu mọi người đó. Sam này có cả con đấy mọi người, cái này chỉ mang về ngâm rượu thôi nhá. Đó. Rất là nhiều cái mật ong đấy. Đây là mắc khén này cô nhỉ? Đây là mắc khén này mọi người. Đó. Dùng để làm gia vị thức ăn. Đó. Mọi người mang về sử dụng như hồ tiêu ấy. Này ướp gà, ướp cá, ướp thịt nướng tuyệt vời. Đó. Đặc sản vùng cao mọi người ạ. Tiếp tục di chuyển đến đây thì thấy có một gian hàng họ bán tam thất. Xin chào. Tam thất các thứ này.
Đây, củ tam thất tươi mọi người. Đó. Cái này mọi người mang về hầm gà, hầm xương. Đó. Ngâm rượu, ngâm mật ong rất là tốt, mang làm mà bị u biếu, mụn nhọt này, dạ dày này, xương khớp này. Mang về sử dụng nhá mọi người nhá. Đấy, củ tươi thì mang về thái lát ngâm mật ong này, để cả củ ngâm rượu này. Đó. Thái ra hầm mật ong. À, thái ra hầm xương ăn. Đó. Đây là rễ này. Mọi người mang hay mang cái rễ này về nấu canh mọi người nhá. Đó, nấu canh này, hầm ăn này mọi người. Đó. Còn đây là rễ khô này. Đó. Còn đây là măng nứa. Đó. Măng nứa rừng. Măng đặc sản Tây Bắc. Cái măng này mang về nấu canh ăn rất là ngon. Đó. Tết gần đến rồi cho nên là cái măng nứa này bán rất là chạy ở trên chợ phiên nhá. Mọi người hay mang về để nấu canh ăn Tết mọi người. Cái giống này mang về nấu canh hầm xương ăn ngon cực kỳ luôn. Đây là củ gấu tàu này. Đó. Củ này mang về ngâm rượu xoa bóp mọi người. Đó. Ui giời, đây rất nhiều đồ luôn. Tương ớt là mình tự làm đây à? À, tương ớt này. Tương ớt ở trên vùng cao. Giống này ăn cay lắm mọi người. Còn đây là nụ tam thất này mọi người. Đấy, nụ tam thất thường thường họ sẽ cho những cái túi như này. Đó, mang ra chợ bán đây, mọi người nhìn thấy này. Đó, tam thất họ nụ tam thất họ bán rất là nhiều. Đây. Đó. Nụ tam thất đây. Nụ tam thất thì mang về pha nước uống. Các bạn mang về pha như pha trà đấy. Đó, chứa những bệnh hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, giảm trí nhớ, tăng cường thị lực. Đó. Và đặc trị mất ngủ nha mọi người, làm đẹp da và chống lão hóa. Còn bên này là củ tam thất khô. Mọi người mang về tán thành bột ra pha nước nóng kèm mật ong uống. Đó, dùng để chữa bệnh rất là tốt. Tam thất này nó còn là một cái loại kháng sinh tự nhiên. Đó. Tiêu viêm rất là tốt nhé. Và để làm chữa lành vết thương, có tác dụng cầm máu cực kỳ là tốt. À, ở đây thì có rất là nhiều đồ bột nghệ các thứ này. Ở đây thì có gia vị thức ăn mắc khén này. À, cái này là cái hoa hồi. Đó. Cảm ơn nhá. Ở đây thì họ bán rất là nhiều đồ mọi người. Bánh bao nóng mà. Ở khu này thì các cô đang bày hàng. Chào chú nhá. Cái này là cái quả gì đấy? Cái này cái quả thần. Quả gì ạ? Quả thần. Quả thần à? Dùng để làm gì đấy ạ? Cái này chứa thận đấy. À, quả thận, giống như quả thận nên chứa bệnh thận đúng không? Ở đây thì rồi, cái gian hàng này các cô bán hừng này. Đó, mật ong này và củ mai, khoai này. Ở góc này thì rất là đẹp mọi người nhé. Đó. Và mình sẽ di chuyển dần sang bên này, đưa mọi người đi khám phá. Đây các chú đang chở chim xuống chợ bán này. Đó. Tiếp tục là mật ong và sâm, đường quy. À đây tiếp tục là một loại sâm nhá mọi người nhá. Sâm này dùng để bổ máu mọi người ạ. Đây là sâm đại hành. Cái củ sâm đỏ đỏ này là sâm đại hành, dùng để bổ máu mọi người. Mọi người mang về hầm, nấu canh, đun nước uống. Đó, rất để bổ máu nhá. Các cô thì đang bày hàng hóa ra bán. Chợ mùa đông này chắc phải tầm 9 giờ hơn đi thì mới đông mọi người ạ. Kiểu là lạnh nhá. Ở chỗ này này, họ lạnh như này mà họ vẫn mua mía các thứ này. Chào chị nhá. Mía này mình bán bao tiền một bó này đây ạ? 10.000 một bó này à? Ừ. Còn cái này là bán bao nhiêu? Cái bé bé này này. Thế cái này dùng để làm gì? Để xúc cái à? Thóc cho vào bao tải à? À, để đổ sôi vào đây à? Đổ sôi vào đây. Mua hẳn một bó mía như này về ăn chắc là cả tuần đấy nhỉ chú nhỉ? Mày mua đi, mua về để ăn đây là ấy, buôn đây. Mua về để ăn. Mua bao tiền bó này à? Cái này. Hả? Lấy kia sẽ chút lấy. Bao nhiêu tiền à? Cô mua bao tiền à? À thế là mình là mang đi bán à? À. Kiểu là họ cũng kiểu là không không hiểu kiểu phổ thông cho mấy ấy mọi người. Đây thì có một chú mèo con này, họ mang xuống chợ bán mọi người. Đây góc này thì mình thấy các cô bán những cái mặt hàng nông sản vùng cao rất là nhiều mọi người nhé. Cháu chào cô nhá. Cô cháu hỏi đây là cây gì đây ạ à, cô? Cây thuốc. Thuốc à? Ừ. Thuốc này dùng để làm gì ạ? Cái thuốc này là người già thì mới nâng rượu cho nó. Nâng rượu ống bị tai nạn này.
À. Dài dài này đông gan hổ đau lồng ở trong bụng này. À. Mấy ngựa chìa thì mấy bị tai nạn này, mấy thấy nhỏ nhỏ là cho nó cho nó biết đó. Thế cái này thần kỳ nhỉ, vừa chữa xương khớp này. Ừ, còn chữa xương khớp đó. Chữa về dạ dày này, đó. Tây nặng này. Thế đây là cái này là cái gì đây ạ? Thuốc nhân rượu đó. À cái này à, thái lát ra đun nữa, ngâm rượu à? Cái này nhiều loại. À, nhiều loại kết hợp với nhau đúng không? À, dùng để uống để tốt cho xương khớp, lấy cây này. À, cảm ơn cô nhá. Ở góc này này, mình thấy có rất là nhiều sáp ong. Xin chào. Đây này mọi người ơi. Sáp ong này, đó. Rất là nhiều nhộng, cái này mang về ngâm rượu thì tuyệt vời. Đó. Đó, mọi người thấy này, đó, họ bán rất là nhiều. Và ở chỗ này này, mọi người ơi. Đây, bác nào thích ngâm rượu và thì lên trên này mua sáp ong này về ngâm rượu này. Cái này thì nó còn mật nha mọi người nhá, nhưng mà mật nó còn ít thôi. Ngâm cái này vừa phải, nó không bị ngọt quá. Vị ở đây có rau cải, hạt rau cải này mọi người. Đây là hạt rau cải mèo mọi người nhá, đó. Đây. Cái chén này cô bán bao tiền? 20 ạ. 20.000 à? Còn cái đậu đỏ này thì cô bán bao tiền một bát này? 10.000 à? 10.000. Ồ, rẻ thế. Thế còn làng này thì mình bán thế nào hay là mình mua về để thấy đấy? Làng này bán thế nào? Một cây nó 8.000. À. Vâng, cảm ơn nhá. Ồ, rẻ cực kỳ luôn. Đây, tiếp tục có một cô bán mật ong này. Đó. Bây giờ mật ong chuẩn bị vào cuối vụ rồi, bây giờ họ thu hoạch mang xuống chợ bán rất là nhiều. Ở đây họ bán. Chào cô nhá. Cô ơi, cháu hỏi đây là cái cây này để làm gì đấy? Để thuốc à? Chỉ vào bụng. À, chắc là chữa các bệnh về đau bụng các thứ mọi người ạ. Thế còn cây này để làm gì đấy? Cây này, mình thấy cái này giống như cây tầm gửi ấy. Thường nó mọc hay mọc ở cây cọ ấy mọi người. À, trả lại cô. Đó, tiếp tục di chuyển xuống dưới này ghi hình cho mọi người xem cái quang cảnh chợ phiên ở dưới này nhá. Đây có hai chị em đang làm gì đấy? Làm gì đâu. Thì cái này là cái gì? Vải à? Theo nó là váy. Để làm váy à? Váy to kia. À. Mình theo này mà đi bán đúng không? Cái này bán bao tiền cuộn này? Một cái này 15.000 một cái này. 15.000 một đường này. Ừ. Cuộn này bao nhiêu mét? Cuộn này thì 5 mét. À, đấy. Thường cái đường chỉ này họ bán là 15.000 một đường chỉ này. Đó. Cảm ơn nhá. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ di chuyển lên trên khu vực ẩm thực và khu vực họ bán các đồ thổ cẩm của chợ phiên nhá. Mời các bạn đi lên trên đấy cùng mình. Hiện tại thì Lượng đang ghi hình tại khu vực ẩm thực của chợ phiên. Đó. Khu vực ẩm thực đây thì rất là nhộn nhịp. Đó. Sáng lạnh, đi đường chưa ăn gì. Đó. Giờ đến khu vực này, có lẽ là mình sẽ tranh thủ ăn sáng trước, xong mới tiếp tục đưa mọi người đi khám phá chợ phiên. Trên này thì có rất là nhiều các món ăn ngon. Ở đây thì lợn đen này, gà đen này. Đó. Đa số là người dân họ thả chạy bộ ấy. Cho nên là thịt nó rất là ngon. Đấy, chào anh nhá. Rồi ngon nhỉ. Đó, đây toàn lợn đen này mọi người. Ừ, đây có hai em gái đi ăn phở à? Sao quay mặt đi ngại à? Em gái xinh quá, em tên gì? Loan à? Ồ, xinh thế. Loan là ở Cán Cấu hay là ở Si? Thảo Chu Phìn à? Ồ. Nay không phải đi học à? À, trốn học đi ăn phở đúng không? À, học đại học rồi. À, học ngoài Lào Cai đấy à? Em học tiếng Trung hay học gì? À, sư phạm à? À, xinh quá, cảm ơn em nhé. Đây gà đen này mọi người, đó, họ thả chạy bộ ấy, đó, rất là chất lượng mọi người nhá. Ơi mọi người thấy này, đó, con này có cả trứng này. Đó. Gà đen, lợn đen, đó, chân giò lợn đen này mọi người. Và trễ này mọi người, đó, và
dạ dày này, lòng dồi này mọi người, chất lượng không? Ở đây thì người dân vùng cao, một số người thì họ ra chợ, họ sẽ gọi những bát ốc đậu mèn mén ra để ăn sáng. Đây, mọi người nhìn thấy cảnh ngược sáng nó bốc khói lên đẹp không? Đấy, không có gì tuyệt vời bằng buổi sáng đi chợ phiên làm bát phở này. Bát phở cậu bé thì vừa mới làm xong, vẫn còn nóng hổi. Cậu bé đảo lên thì có những cái làn khói bốc lên, được ánh nắng xen kẽ vào từng những cái lớp bạt đi vào trong này. Nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng là tuyệt vời mọi người ạ. Đây, ở gian hàng này thì có hẳn một mâm thịt, nó lưỡi lợn này, nó thủ lợn này mọi người. Ở đây thì đa số là lợn đen mọi người nhá. Đó, cái mặt lợn này mọi người. Đó. Và đây trễ này mọi người. Đó, cái quả trễ này rất là chất lượng luôn. Đây là trứng gà mọi người. Đó, còn đây là chảo thắng cố. Đó. Thắng cố ngựa, đặc sản vùng cao. Đây những cái nồi nước dùng phở này bốc khói lên nghi ngút đó. Một cái khung cảnh rất là đẹp tại chợ phiên vùng cao. Có lẽ là mình sẽ chọn quán này để ăn sáng mọi người. Đó. Vâng. Gần hết đồ ấy nhỉ. Đó. Làm 3 bát phở. Ừ. Rồi, ngon nhỉ, chất lượng. Này lợn đen đấy à? Lợn đen. Con này còn con nanh này mọi người. Răng nó rất là to luôn. Đấy, không có gì tuyệt vời bằng buổi sáng đi chợ phiên ăn phở này mọi người. Mọi người ơi, hiện tại thì Lượng đang ghi hình tại khu vực chợ động vật nhá mọi người nhá. Đó, mình sẽ bắt đầu từ khu vực họ bán chim. Đó. Ở đây thì họ bán cực kỳ là nhiều chim mọi người, toàn là chim mi thôi. Con này là bao tiền đấy anh? Con này đấy. 1.500.000. Thuần nhỉ. Đẹp. Rất là đẹp luôn. Con này hot chưa? Hot rồi. Đẹp. Đây, con này rất là thuần. Đẹp lắm mọi người. Ở đây thì đa số là chim mi. Ở đây thì có một khu vực riêng nhá. Đó. Ở trên một cái gò đồi. Chim phải ở khu vực như thế này thì nó mới hót. Phải khu vực yên tĩnh thì nó mới hót mọi người ạ. Đây, mọi người có thể nghe thấy tiếng chim hót nha mọi người nhá. Mình sẽ im, mình không sẽ nói, không nói gì để một lúc cho mọi người nghe tiếng chim hót. Như kiểu là chúng ta đang được hòa mình vào với thiên nhiên vậy mọi người. Ngoài những góc chợ ồn ào ra thì có góc chợ này thì như kiểu là chúng ta đang ở trên rừng đấy mọi người. Đó, thật là tuyệt vời. Qua khu vực chợ chim thì mình sẽ di chuyển lên khu vực chợ chó và đến chợ lợn mọi người nhé. Wow, ở trong lồng này có hai chú chó xù lông rất là đẹp. Đẹp cực kỳ luôn. 3 chú chó ở trong này. Họ mua rồi, họ cho lồng chuẩn bị trở về mọi người. Đẹp lắm mọi người ạ. Họ mang rất là nhiều chó xuống chợ bán. Toàn là chó đẹp thôi mọi người. Ông tay to bắt hai ông bắt rồi. Ông bắt cả hai con rồi. Thì giá cả chó được có chó. Chó đẹp lắm. Anh ơi, con này bao tiền đấy? Này triệu 7. Triệu 7 à? Con kia bao tiền? 5 triệu. Con này cọc à? Đó, chó đỏ cọc đuôi mọi người. Đẹp cực kỳ luôn. Đẹp lắm mọi người. Đây, mấy con chó này đẹp thật. Con này bao tiền cô? Con này cũng thế á? Ôi, mấy con chó này nó nghịch thật đấy. Này, nó không chịu đứng im đâu mọi người. Ê, dạ, cắn nhau. Đẹp chưa mọi người? Gâu. Sủa gì? Thịt bây giờ. Mày hư gì? Đẹp cực kỳ luôn. Con này bao tiền đấy? 1.500.000 à? Đẹp cực kỳ luôn. Đẹp lắm. Câu. Này, đừng cắn máy của anh nhá. Đẹp lắm. Ngoan chưa?
chợ chó đây thì rất là đẹp luôn mọi người. Đây nhỉ, chúng mày làm gì này hả? Là 2 củ 3 này, 2 củ 2 này, 2 củ 3 chứ nhỉ? Đẹp quá, chợ, mấy chú chó này rất là đẹp. Đấy, con trắng này thôi. Đấy, còn con cục đen này, con 3 củ B là bác bớt, là 3 củ rưỡi bác bớt xuống còn 3 củ này. Là 2 củ 9, 2 củ 9, 2 củ 9 nhỉ? Qua khu vực bán chó thì đi lên trên này là họ bán lợn đen. Ở trên này ngày hôm nay thì mình thấy lợn đen họ mang xuống chợ ít thôi. Đó. Nhưng chú lợn đen này thì đó. Đây là lợn thịt nha mọi người nhá. Con này bán có bảo bán bao tiền nhỉ? 3 triệu 500 mọi người. Đúng. Lợn đen nhá mọi người nhá. Con này thịt thì ngon lắm ấy. Mang về luộc cả con, chấm chẩm chéo ăn thì tuyệt vời. Lợn này bán bao tiền một con cô? 1.500.000 một con thôi à? Rẻ nhỉ. Ở đây là họ bán cái chậu để đựng thức ăn cho trâu bò, lợn. Này thì họ làm bằng lốp xe, rất là bền. Đây là những chiếc gùi nhựa. Còn đây là chảo nhôm. Đó. Chảo nhôm thì sẽ có quay, còn chảo gang bên này thì không có quay mọi người nhé. Đó. Chảo là một trong những cái vật dụng không thể thiếu được trong bếp núc của người Mông.